Lời Chúa theo Thánh Matthew, chương 13, câu 18 đến câu 23. Khi ấy, Đức Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến lời không sinh hoa kết quả gì. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, người được sáu chục, kẻ được ba chục. Quý vị và các bạn thân mến, ca dao tục ngữ Việt Nam có câu: nước đủ phân nhiều, chăm sóc sớm chiều lúa sẽ đầy bông. Quả thực người trồng trọt phải bỏ phân, chăm sóc, vun trồng và dẫn nước cho ruộng lúa thường xuyên thì mới gặt hái một mùa lúa bội thu. Lời Chúa của ngày hôm nay đề cập đến dụ ngôn người gieo giống mà Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh rất quen thuộc để giải thích cho chúng ta thấy những loại người khác nhau khi tiếp nhận hạt giống lời Chúa. Có người tiếp nhận lời Chúa nhưng rất hời hợt, được ví như hạt giống gieo bên vệ đường. Có người thành tâm tiếp nhận lời Chúa nhưng tinh thần không kiên vững, được ví như hạt giống gieo nơi sỏi đá. Có người cũng rất chân thành đón nhận lời Chúa nhưng quá nhiều lo lắng sự đời, vinh hoa phú quý bóp nghẹt, được ví như hạt giống gieo vào bụi gai. Và cuối cùng, có người chú tâm lắng nghe và đem lời Chúa đi vào cuộc sống. Đó là hình ảnh của hạt giống gieo vào đất tốt, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Thực sự, đã là người nông phu khi gieo hạt giống, ai cũng hy vọng, cũng chờ đợi một mùa gặt bội thu. Chính Chúa Giêsu đã ước ao gieo vào trong tâm hồn chúng ta hạt giống của niềm hy vọng, bình an, tốt lành và hạnh phúc. Thế nên, về phần chúng ta có mong muốn trở thành những mảnh đất phì nhiêu đón nhận hạt giống lời Chúa gieo vào tâm hồn chúng ta, để những hạt giống này sinh ra nhiều hạt giống mới trong cuộc sống của con người hay không? Hơn thế nữa, giữa một xã hội hiện đại, văn minh, tự do và hưởng thụ, chúng ta có dễ dàng bị lôi kéo bởi một lối sống của thế tục, làm cho giá trị của hạt giống lời Chúa bị bóp nghẹt hay không? Lạy Chúa, xin Chúa luôn thôi thúc và chiếu sáng vào tâm hồn chúng con,
để chúng con vững tin sống và thực thi lời Chúa. Amen.